mình đang đi là mình băng qua rừng nha. Các bạn ơi, phía sau kìa. Đây cũng là đặc sản ở Cà Mau. Đằng đúng không? Đúng rồi. Mình hy vọng là em có một cái hành trình rất là vui ha. Mình nghĩ là tất cả chúng ta khi mà đi du lịch tới một nơi nào đó, mình sẽ câu hỏi đầu tiên đặt ra là chỗ này có gì ngon. Gọi là khi dạ dày mà nó đủ no rồi mình mới có tinh thần để mình đi được. Ok. Bây giờ thì anh Vinh sẽ dẫn Luân đi ăn một món đặc sản ở Cà Mau. Bánh tầm cà ri gà, yeah. Cực kỳ cay. Wow. Em ăn cay được không? Dạ được, em bình thường em miền Trung, người miền Trung á. Rồi. Quán này thì là một bí mật của Vinh, hôm nay Vinh bật mí cho mọi người biết nha. Dạ. Các anh chị trong nghề của anh á, nghệ sĩ thì biết chỗ này nhiều, chỉ anh ăn. Dạ. Anh ăn lần đầu tiên lâu lắm rồi, cách đây 19 năm là lần đầu tiên anh đi diễn anh ăn đây. Dạ. Quán này ở địa chỉ 14-0 đường Trưng Nhị nha mọi người, không có tên. Và đi vào hẻm, đi vào chút xíu thôi, giờ đây. Chế ơi. Rất là vui khi hôm nay được gặp lại Chế. 19 năm. Vừa do là nhớ liền mà phải không? Dạ. Nhớ Vinh mà đúng không? Lần nào Vinh đi hát mà không ghé đi ăn. Lần nào cũng ghé mà. Lần nào cũng là ghé buổi chiều mà. Dạ. Chứ thấy lần nào cũng ghé buổi chiều. Thì thường là ăn xong cái đi diễn. Ăn xong đi diễn. Cái món này á là rất là lâu năm rồi. Chị bán ở đây cũng hai mấy năm hả? Mà người Cà Mau thì sẽ kêu là Chế. Cái từ Chế là xuất phát từ gốc người Hoa hồi xưa. Chị cũng gốc người Hoa đúng không? Người Quảng. Rồi xong cái món này là mình biến tấu lại, mình làm theo cái cách của mình. Thì dần dần người ta ăn ngon để thành cái món đặc sản của Cà Mau đúng không? Và bây giờ thì rất là nhiều quán làm món này rồi, nhưng mà em vẫn thích ăn này nhất. Nha Chế nha. Chế cho em hai phần. Wow. Lần này em dẫn bạn theo, bạn ở Đà Nẵng. Dạ. Ăn. Món này cay lắm. Wow. Đúng là không đâu có món này hết. Đợt trước là em cũng trải nghiệm món này rồi, nhưng mà chỗ khác. Dạ đúng rồi anh. Không phải ở đây. Không phải ở đây. Ừ. Dạ. Cà ri nhưng mà nghe cái mùi nó không có phải... Đúng rồi. Nó dạng như là mình nghe không, nó không có phải là đầm cái vị cà ri anh kìa. Thì nhìn nó hay ngon. Nó hợp khẩu vị của người Việt Nam mình, chứ cà ri gốc thì nhiều khi nó có cái mùi nặng quá. Dạ. Đúng không? Thì cái này là chế biến lại rồi. Dạ. Thì mình thử cái gì? Cái cục cục xíu mại. Xíu mại này nè. Dạ. Ngon vậy. Chịu rồi nha. Dẫn đi ăn là khen ngon là thích rồi. Tội nghiệp khán giả đang xem mình quá ha. Cũng như là nhiều khi mình ăn mình thấy ngon mà người ta đang xem mình ăn á, chắc là cũng tức lắm á ha. Dạ nhưng mà tức thì chịu thôi sao giờ. Nhưng mà biết sao. Nhưng mà bởi vì mình ăn như vậy là khán giả biết là chắc chắn mình đến Cà Mau mình phải ăn cái món này. Đúng rồi. Bánh tầm cà ri đúng không anh? Bánh tầm đây nè, bánh tầm là giống, em có thấy giống cái sợi bún không? Dạ em thấy giống cái sợi bún. Anh thấy em ăn ngon miệng. Rõ ràng. Bình sẽ kêu thêm một dĩa nữa. Anh Bình ăn thử phần đùi. Dạ. Đây này ăn cánh rồi. Dạ. Cánh gà ta đối với Ninh thì ngon thịt chắc mà nó hơi nhỏ. Dạ. Không đủ thịt cho anh Vinh ăn. Đúng rồi. Phải công nhận á. Anh Vinh giới thiệu em địa điểm nào thì hay là ăn cái gì á, phải công nhận là rất là chất lượng và đảm bảo luôn á. Okay. Mốt em dẫn Vinh đi ăn lại. Ok. Thường mình nghĩ xíu mại thịt nó sẽ vi lại như thế này, không phải là thịt ấy là chắc nó săn lại. Dạ. Và nó quện nó không có bị rời rạc. Dạ chính đúng xác. Không? Dạ. Rồi review đồ ăn gì kỳ vậy cu? Từ ngữ đâu, từ vựng đâu. Bình chọc. Đừng giận anh Linh nha. Dạ không, dạ không. Vui, rất là vui, vui. Bắt đầu cay không? Dạ. Mấy mình kêu là cây vừa thôi mà giờ thích cái này là càng ăn là mình càng kiểu là thấm từ từ dần. Diễn viên phải không? Dạ. Bây giờ diễn viên nè, giờ đạo diễn yêu cầu là ăn mà phải đẹp. Rồi giờ ăn sao cho đẹp đi, chứ cái món này là ăn ngon là không đẹp rồi đó. Rồi ăn vô đẹp nha. Bây rồi. Giờ thật sự là mình ăn vô đẹp là mình phải ăn vô bàn tay. Rồi ăn ngon là phải dùng bàn tay rồi. Dạ. Ăn sao cho đẹp. Dạ.
cảm nhận mình là tặng, gọi là mình phải gặm được cái xương gà đúng không? Đó. Cho nên là em phải gọi là ăn từ xương đúng không vậy? Ngọt từ trong xương, trong tủy ngọt ra đúng không? Rồi. Rồi. Thấy đủ đẹp rồi đó. Bây giờ xả vai đi nè. Thì ăn thiệt đi, ăn thiệt ăn sao? Ăn thiệt là cầm nguyên đùi luôn đúng không? Dạ. Nãy anh nói em ăn ngấu nghiến lắm. Dạ, rồi. Dạ. Các bạn thông cảm nha, nếu mà có thèm á thì mình cũng được anh Vinh ảnh tài trợ cái này đó, nên là anh kêu là em ăn thoải mái để mà bù lại ngày hôm qua anh bỏ ăn cái đền đó. Ok. Đó, cho nên là không cần giờ, đẹp nữa nè, rồi không cần đẹp luôn nha. Thôi mà nhìn em ăn ngon rồi đó. Hai anh em mình ăn trội, 1, 2, 3, 4 hai dĩa đem vô trong rồi đó. Biết rồi nha, mời lưng là hơi hao nhưng mà không sao. Sợ anh Vinh dìm á. Video anh Vinh quyết định mà. Thôi ăn đi, không sạch. Cái huyết này ngon rồi. Anh Vinh bình thường không ăn huyết đâu. Dạ. Mà đây là huyết vịt. Dạ. Em ăn thử, rất là mềm. Thiệt là anh, thiệt anh là muốn ăn đũa, ăn lịch sử cũng được luôn á. Là tức là sao phải cầm thôi à. Dạ. Kiểu gì mình cũng phải rước mày công nhận về chủ nó là phải thử một lần để gì luôn. Các bạn thấy nè, huyết nó rất là mềm, nó không có bị dai. Ăn rồi hả? Dạ. Em mới vừa ăn luôn đấy. Ok. Mới bị không có bị dai nha các bạn, mà là mềm rất là thơm. Kế hoạch giảm cân của em là bất thành rồi đúng không? Dạ. Nghe nói đang giảm cân, bị Vinh lôi đi quay quay vlog như mọi người. Tới quán này thật sự không thể là không ăn nhiều được anh ạ. À. Ok ha. Không thể được, đúng thiệt là đậm. À, ăn ngon vậy mà giá cũng bình dân. Giá mình là 55.000. Wow. Một phần thôi, là nếu mình chọn một loại thịt 55-60, mắc nhất là 70.000. Là phần đặc biệt là có huyết, rồi thịt và xíu mại. Yeah. Nếu như em có quay lại Cà Mau thì Lương cũng như là các bạn phải nốt lại cái quán này để mà ăn gọi là một lần phải cho nhớ. Ví dụ như mà khi mà có con vật gì mà hơi nguy hiểm chút xíu là mình sẽ cảnh báo với nhau được. Được, tại vì mình đi theo nhóm. Nãy anh có nhắc cái tour đó mình đi là có cái tour sao anh? Cái thuyền to to. Cái thuyền đó là cái thuyền lớn đó là mình đi khoảng 8-12 người. Dạ. Và ở trên đó mình có thể ăn uống trên đó, dạ, nhậu trên đó, rồi ca hát, là dịch vụ đàn ca tự tử. Để nói chung là vườn cũng có thành lập cái câu lạc bộ đàn ca tự tử cái nhà lá vườn á. Thì mình đi trên đó chạy vòng vòng quanh mắng một tiếng mấy hai tiếng rồi nhậu ca hát. Wow. Giá bao nhiêu anh? Giá bao nhiêu cho là một? Cái mùa này thường là 600 một chuyến một tour vậy. Tiếc quá hôm nay em tới trời mưa ha, cái cũng mà không thấy ai ca hát. Phải đặt trước hả anh? Kinh đang cạn á, rồi cái thuyền lớn nó không đi được. À. Rồi vào mùa mưa có cái dịch vụ là bơi chuồng ba lá đi trên rừng. Có cái tiếng bên kia, mình có dọn kinh vô gần á, mình bơi ra đó mỗi một thuyền chỉ là được 2 người. Là có nghĩa là ví dụ cái này là chưa hết, còn thuốc nuốt ở phía trong còn nhiều lắm, còn tại vì vườn quản lý tới 8.528 hecta. Wow. Yeah. Cái km vòng xung quanh là 44 km. Nói chung là các bạn đi du lịch thì mình cần thời gian ha. Dạ. Mình đi thong thả xíu thì tới đây là cũng có khu du lịch ngay tại đây luôn, và có rất là nhiều những cái hoạt động để cho mình tham gia, như ảnh hồi nãy cũng nói rồi đó. Giá cả thì anh thấy phải chăng lắm luôn, tức là ai cũng có thể đi được, đúng không? Dạ. Mà khuyên các bạn nên đi vào mùa tháng 7, tháng 8 là sẽ mùa có cái tiết mục đó. Mình đi nên mình sử dụng được hết các dịch vụ. Bơi thuyền được, mình đi giỏ cũng được, mà mình đi thuyền lớn ca hát cũng được. Tới tháng khoảng tháng giêng chứ, vô khoảng tháng 1 âm lịch, tháng 2 đó là nước nó rút á, thì mình mới nghỉ cái dịch vụ bơi thuyền. Mà cái thuyền lớn mình vẫn còn đi được.
khi đi tham quan á, nãy mình có miếng nắng á, là lên là đẹp lắm luôn. Dạ. Mình chụp được mấy tấm hình xong rồi là trời lại chuyển mưa. Chuyển mưa. Tại vì là do là cái mùa này nó cũng là mùa mưa á anh, cho nên là cũng để mà bắt được cái khoảnh khắc nắng là một cái điều gì đó rất là khó khăn. Đắt giá. Đắt giá. Nhưng mà bên tin chắc là mọi người xem qua video thì sẽ thấy hai anh em ngồi cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Dạ. Xung quanh là hai bên sẽ là một bên là rừng tràm và một bên là chuối các bạn ạ. Chuối. Cây chuối mình sẽ dãy dài nha. Và phía dưới là bèo. Có nguyên cả nãy kìa. Giờ em có thấy. Hy vọng là trong chuyến đi chúng ta sẽ trời sẽ luôn luôn nỗ lực không mưa để hai anh em có thể hồi phục. Dạ, anh chỉ mong nắng lên. Yeah. Rồi bây giờ thì anh Trinh và anh Luân mình đang tham quan tour rừng tour quốc gia Minh Hạ với diện tích là hơn 5.000 hecta. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan và đi xung quanh thảm rừng tràm để tham quan những cảnh tràm và đặc biệt là xem cảnh dở lợt bắt cá tại vùng quốc gia Minh Hạ. À, anh Vinh thấy cái nước nó đen nhưng mà thật ra thì nó trong nhưng mà cái màu nó đâu đen đúng không? Dạ đúng rồi, thật ra là nước ở đây là nước phèn bên năm nên nó vậy thôi, nó có màu nâu cà phê nhưng mà thật ra là nước này rất là tốt cho cá. Dạ, và nước sạch chứ không phải là nước dơ như nước bị ô nhiễm ở ngoài. Cái xuồng mình đi gọi là cái vỏ lãi. Vỏ lãi. Dạ, vỏ lãi. Vỏ lãi mà tiếng miền Nam là đọc là vờ thành giờ là vỏ lãi. Dạ. Nghe em rất lạ, không biết tại sao lại kêu là vỏ lãi nữa. Cái từ đó nghe nó lạ luôn. Thật ra thì vỏ lãi trước đây là vỏ cây thôi, nhưng mà sau này cải tiến hơn thì dạ, nhưng mà bình thường thì họ cũng còn hay gọi nó khác, tên khác đó là vỏ composite. Composite. Dạ đúng rồi, đó là chất liệu làm từ composite. Khu mà mình đang dừng lại ở đây là thấy luôn có những cái lờ là để bắt cá. Dạ. Đó, phía bên đó. Đó. Cái đó là cái lờ hay là kêu là cái gì? Đó là cái lợp anh. Cái lợp. Người ta sẽ đặt những cái lợp với lờ ở trong nước lấp sấp không có sâu lắm. Dạ. Để bắt cá, cua, tôm. Có bắt không? Cá, lươn. Lươn. Dạ, còn ở đây là vùng nước ngọt nên là không có cua với tôm. À. Dạ. Cá với lươn. Đó, ví dụ như mà chắc là buổi trưa đây là mình sẽ được thưởng thức ăn món lươn. Em này liên tưởng cái đồ ăn. Dạ rồi thì bây giờ anh Điền biểu diễn sẽ biểu diễn cho anh Luân và Vinh xem là cách vỏ lợp bắt cá như thế nào. Ok. À là không cần phải xuống nước luôn tại anh đi được trên mấy cái cây. Dạ, kìa tại vì ở đây là nó cạn đó. À kìa. Được mấy con anh? Mấy con luôn kìa. Wow. Anh Điền ngầu quá. Là mình để lại ha anh. Để lại lại khoảng bao nhiêu, nhiều cỡ nào là mình thu hoạch anh? Cái này dùng khi sáng mình đặt cái tối sáng buổi sau mình thôi mình dở. Được khoảng bao nhiêu con anh nghĩ nếu mà nhiều á? Nhưng mà ngay trời mưa là nhiều lắm á. Có 20-30 con á. Wow. Là nó vô thì nó không ra được. Có tới hai cái hôm là vô về đây kêu bằng cái hôm thả. Dạ. Hôm trong là cái hôm bắt, hôm chặn lại đó. Mà cái hôm này hôm thả là cái hôm nó mở hơi lớn hơn. À. Tới cái hôm trong là cái kêu bằng cái hôm bắt á. Bắt thì mình bóp hơi nhỏ lại cho nó khó ra. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Mà mọi người đi chơi ở rừng U Minh Hạ là mình đừng quên thưởng thức đặc sản ở đây. Nãy giờ bên ngồi đây hầm hầm cũng mấy món lạ lùng chưa bao giờ ăn. Ví dụ gỏi ong. Đó, đây là gỏi ong các bạn ạ. Các bạn thường thấy ong chúng ta sẽ chích mũi, chích thì làm sao mà. Thì chúng ta sẽ nghĩ là sẽ không ăn được đúng không? Nhưng chúng ta có thể là ăn cái, đây là cái ong non. Ong non thì ăn nó sẽ rất là vừa béo vừa ngậy và kèm thêm cái rau chuối. Bắp chuối. Chuối bào. Bắp chuối bào mình rau chọn nữa. Dạ rau răm nữa thì làm cho cái nó hòa vào cái vị của cái ong này ăn rất là ngon, vừa miệng và
giống như là mình ăn mình sẽ cảm thấy được là cái vị nó rất là lạ miệng. Nếu như các bạn thường quen với những cái món mà trên thành phố thì về đây các bạn sẽ thấy được những cái món nó rất là khác. Nói chung là con ong nó chỉ mang tội chích mình thôi là mình ăn nó luôn. Dạ. Yeah. Nói đùa như vậy nhưng mà anh Vinh ở đi Chiang Mai á, anh Vinh ăn rồi cái món gọi trứng kiến, trứng của con kiến á. Ủa vậy anh hả? Đó, có anh những hả? Cái này là thường là có rất là nhiều protein. Dạ. Cho nên là mình ăn sẽ rất là tốt. Dạ. Cho sức khỏe. Nó chua chua ngọt ngọt, tại vì đây là mình bớt gỏi các bạn à. Cho nên là nhìn nó sẽ chua chua ngọt và cộng với lại cái vị ong nó bị béo 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 thì ăn rất là ngậy. Đợt trước em đi ăn, em ăn món này nhiều rồi. Dạ. Em có ăn đêm. Hôm nay mình có thêm cá trê và cá lóc nướng. Cá rô kho tộ. Dạ. Rất là bắt cơm. Đây là mình có lẩu lương. Lẩu lương và lẩu lương. Nãy nói là cái gì, cá lóc. Cá lóc với lương nấu chung vô. Wow. Dạ. Và đây là món đặc biệt nhất trong buổi ăn ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là món gì? Vịt trời hấp chuối cây. Em muốn thử. Anh thử nha. Ủa em khách mờ luôn. Thôi kệ em. Thôi phải mờ. Vâng, và vịt trời hấp chuối cây này các bạn thấy á, là cái chuối cây là cái chuối là như vậy các bạn nè. Đó là Luân cũng chưa thử cái món này lần trước, Luân đi nhưng em chưa thử nha anh. Em không biết là có cái món này luôn ấy. Mà bây giờ em mới đi với anh Vinh em mới biết được là có cái món này là vịt trời hấp chuối cây đó. Các bạn sẽ nói thêm là khi các bạn đến Cà Mau thì các bạn sẽ thêm một cái món nữa, chính là vịt trời hấp chuối cây, bên cạnh những nào là gỏi ong, rồi cá lóc nướng, lẩu lương nấu mẻ, thì thêm món này nữa. Nóc vào nha. Hôm nay anh Vinh khỏe với sợ luôn, đã có người review rồi, anh Vinh ngồi ăn thôi. Vậy thì khi mà anh ăn thịt vịt ở đây thì anh thấy nó khác không so với những thịt vịt mà ví dụ mình ở thành phố mình ăn sẽ khác nha? Vịt đây giống như tập gym vậy em, cơ không à? Cơ không à? Có cái độ dai ngon lắm luôn. Dạ. Và cái bắp chuối này là ăn vào nó mềm mềm, rõ ràng là rất là ngon. Để em ăn thử nha. Nó mềm mà nó giòn. Dạ. Và cái thịt vịt nó rất là chắc, ngọt thịt chắc. Dạ. Còn vịt mình ăn mấy chỗ khác thì thấy nó mềm lắm. Em thử miếng thịt vịt đi. Quán này tên là Điểm Dừng Chân Mười Ngọt. Mười Ngọt. Dạ. Sau khi mình đi từ đường U Minh ra chạy khoảng 10 phút thôi. Dạ. Sau tới được quán này thì mình ăn theo đánh giá của em là ngon hơn ở trong khu du lịch luôn. Dạ. Khu du lịch Mười Ngọt, khu du lịch sinh thái đúng không? Dạ. Thì ở đây ăn thấy ngon hơn nè. Dạ. Giá thì cũng rất là rẻ, tại vì chỉ tầm 150 tới 200 ngàn một người mà mình ăn 5 món. Thì là không có tính tiền từng món mà mình ăn cứ tính theo đầu người vậy đó. Có nghĩa là tính theo phần các bạn. Một cái phần này là gồm có là nhiều lắm luôn. Thì mình đi gia đình có khoảng 5-6 người thì luôn nghĩ là sẽ rất là hợp lý để mà mình ăn một hết được cái chừng này món. Cá. Ta-da! Đó. Lương hơi mừng dưới vậy. Lương bự lắm anh. Vì được trước em ăn rồi. Lương bự lắm. Wow. Vì lương đây là lương này là lương đồng. Và con này con nào á cũng nó cũng bự hết trơn các bạn. Nó phải như bé như trên thành phố. Lương đấy là bự anh. Anh thấy chứ hồi nãy đấy em đưa lên anh xem á. Trời thịt rất là chắc. Ăn tới nào từng thớ thịt nó có thể mà chảy ra được các bạn ạ. Bây giờ khói nghi ngút nhìn đảo quá hả? Công nhận lương ngon nha. Ngon hơn hẳn cá luôn. Nếu cái lóc mà với là lương bỏ chung vô trong cái này anh Tâm Linh thấy thịt lương ngon hơn. Dạ. Mềm hơn. Dạ, em cũng thích ăn lương và lương đã về tim của Hiếu Lương rồi. Ok. Anh Vinh là mê ăn tôm khô cho nên là phải tìm cho ra được tôm khô ở Cà Mau rất là ngon. Dạ. Đây là khu chợ phường 7.
Vinh có đi chợ Cà Mau ha, hai anh em mình đi chợ trung tâm thì thấy không vui lắm cho nên là quyết định đi qua đây, người dân chỉ ở đây có nhiều đồ hơn. Không, mình nhìn như vậy là em thấy là tụm lum. Anh thấy vui hơn hả? Hấp dẫn. Ngon là ở đây. Đúng rồi. Rồi. Ok. Giá đây có giảm có bớt gì không? Một ký chỉ bớt được 20 ngàn. Dạ hả? Ăn đúng giá. Còn đó là ăn sao? Ăn sống hả? Cho em nửa ký này. Hả? Hút đi. Không mua về cho mẹ hả? Mua về cho mẹ cho dì nấu. Nấu cho ăn. Bác nấu gì sao? Nó lớn nhỏ sơ xuất gì đó cũng như là chủ làm khác nhau thôi. Như mỗi chủ làm khác nhau. Thêm mấy sao? Cái này ngọt hơn. Dạ mà cái ngọt á. Cái này đi chè chà cho em này. Tình về nhất cái này. Còn ngoài này đang sao đó? Cô Cà Mau nữa. Cái này thì nó nhỏ hơn anh. Ừ. Tôi mình nấu canh. Nấu canh. Hồi nãy tụi mình mua ở trong chỗ du lịch. Dạ. Mắc hơn 50 ngàn. Ở đây là anh? Chợ là 450, nãy mua 500 nhá. Dạ, dạ, dạ. Trời, bên đi quay lại chắc hết hàng của người ta quá. Nói là ví dụ mình mua ít được không? Không, có mua là vui rồi, không cần nhiều. Ừ. 800 kg hả? 800 kg nha. Mọi người thấy không, con tôm này nó bự, rất là bự. Mình thích ăn loại này nè. Tiền tiền, hai anh em đi shopping. Này ăn về chắc ăn được cả năm luôn. Nếu mà thích thì phải subscribe cho kênh anh nhiều hơn chứ. Cảm ơn em. Đúng rồi, người trong nghề hiểu. Bye bye.